Ok, hôm lên em. Hôm nay tranh thủ nghỉ trưa nên chúng ta thử vào con game mới. Game này vừa mới vừa cũ luôn. Có tên là Omega Raptor. Đây, chúng ta lướt qua cái trang template của họ xem. Lúc trước thì tôi đã chơi con game này một lần rồi, nếu anh em còn nhớ. Nó có tên là hệ thống tự động hóa, nơi mình có thể lập trình những cái con robot trong đây làm việc cho mình. Game này nó thuộc thể loại mà sinh tồn thế giới mở automatic nha. Ba cái thẻ này rất là thú vị luôn. Chúng ta xem thử cái trailer đây. Mấy nay thì tôi bị mất tiếng nên cái giọng nó hơi khác một tí á. Anh em nghe thì thông cảm tí. Đây là hệ thống chiến đấu trong trò chơi nè. Đây là cái con cu ly đầu tiên của chúng ta. Đây là cái thành phố mà chúng ta mục tiêu là xây dựng lên nó như thế này nè. Đây là những cái mà vùng đất mà chúng ta hãy khám phá trong cái bản Elite Access này. Tôi thì vẫn chưa qua mấy cái vùng đất đầu tiên đó nên cũng không biết giới thiệu sao với anh em, vẫn là đang xem cái trailer rồi suy nghĩ thôi. Đây là những cái con mà cu ly của chúng ta, nên chúng ta mà thực hành cho nó làm việc theo cái đoạn mà ngôn ngữ lập trình rồi. Nó không đơn giản như con Fanware đâu, anh em vứt vô là tự động làm việc, mà bên đây anh em phải là lập trình cho nó coi nó làm cái gì, ưu tiên thứ tự như thế nào á. Còn đây là hệ thống quái trong trò chơi rồi. Game này anh em hãy chơi co-op với bạn bè nha, 4 hay là 6 người chơi gì trong một server luôn á. Tôi thì cũng không có bạn nên cũng không biết nữa. Nhưng mà con game này anh em có bạn bè chơi thì nó hợp hơn. Game mới ra mắt cái giai đoạn mà Early Access vào đầu tháng này thôi, cuối tháng trước thôi. Cũng 2-3 ngày rồi. Tôi thì cũng nhận cái key sớm chơi cũng khá lâu. Nhưng mà mấy ngày gần đây thì bệnh nằm liệt luôn, nên cũng chưa có thời gian thử qua. Đây, hai người bạn đang muốn game này, game giá cũng khá là cao nha. Tôi không nghĩ game này giá nó hơi cao như vậy trong đoạn Early Access này. Thì đoạn Early Access này tôi cũng không biết kéo dài bao lâu nữa. Đây họ còn mục tiêu là hướng đến rất nhiều thứ luôn đó nè. Nên chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi. Rồi, bây giờ chúng ta vô game. Lúc trước thì chơi cái bản test sớm á, dạng như là Early Test á, lúc đó là chưa có beta, nó gần giống như demo vậy đó. Bây giờ vẫn là bản Early Access thôi. Đây là còn cái quật cũ của tôi nè. Tôi sẽ tạo lên nhân vật mới luôn. Cái này là cái con để mình rồi đặt tên để tôi đi. Long Wu. Này kiểu tóc hả? Tóc thì khá đơn giản. Chơi mấy ngố đuôi gà đi ha. Màu trắng luôn cho nó hợp tông. Cái này đặc trưng khuôn mặt. Gái thì thường mắt to tròn hơn tí. Màu da nhà vàng Đông Á chúng ta đây. Màu mắt mắt xanh. Cái này cái line bộ đồ chơi màu xanh lá luôn, để cho màu đen. Thêm cái đầu cho nó là cái đầu này đấy. Đó rồi, đây là cái quạt mà tôi mới tạo nãy. Cái gì nào phải không ta? Single laser. Tôi cũng mới tạo cái quạt hồi nãy luôn rồi, nó rất là dễ thôi. Đây là nhân vật của chúng ta, đầu game vô. Đây là cái hệ thống. Tôi là Salmon, quản trị cái dự án này. Rồi, nhấn giờ nếu như mình muốn tiếp tục nghe người này đó. Bây giờ mình lấy cái vật liệu trong cái máy này ra đã. Bây giờ sau đó mình đặt cái tượng này xuống. Dùng này dùng sao? Nhấn M xem cái bản đồ có cái chấm đỏ gì ở đây nè. Cái điểm đỏ được đánh dấu trên bản đồ là cái con quái đầu tiên mình cần phải chinh phục nó. Rồi nhấn nút B để đầu bui. Đây là bui cái vùng đất của mình nè. Tôi tưởng là chỗ nào gần gần cái vách tường đi bui cho nó dễ. Đây ha. Như thế này hơi lệch không? Như thế này gần cái trụ này quá không? Xây đâu giờ ta? Tôi thấy đất chỗ này là bằng phẳng là đẹp nhất rồi đó. Thôi đặt đại đây đi, đặt bên đây xây qua đây.
nhấn nút control để nó nắp với cái bản đồ. Rồi, chúng ta có cái mà vùng đất đầu tiên của chúng ta, đây là như cái vùng đất của mình vậy nè, có thể đổi tên không, gọi là thành phố một đi, gọi là quận nhất đi. Đây mình có cái mảnh này nè, cái mảnh này gọi là như cái mảnh Cuba gì đó, mảnh Pháp á, mảnh bọ mình có thể triệu hồi ăn đệ đó, đệ đầu tiên của chúng ta tạm thời nó để ở đây. Còn bây giờ mình đi làm tài nguyên á thì mình có thể bắt thằng cu ly, thằng long vi bu nè để cho nó làm, nhấn giờ bây giờ chọn cho nó là cây, bấm lót cho nó điều khiển nó đó, là nó sẽ đi chặt những cái cây xung quanh mình. Mình chỉ đi lại nhặt tài nguyên thôi, còn lại để nó làm hết. Tương tự như mà chặt đá hay là trồng rau gì, sau này anh em cũng có thể ra lệnh cho mấy cái con để nó tự làm đó. Đồ ăn á, thì mình ăn vô nó sẽ lên hiệu ứng cho mình tí nè. Đấm con heo. Trong lúc thằng Wibu nó chặt cây mình đi lượm đá đây, hai nắm nhanh tay lên để ơi. Đây nè, mấy cái này là mấy cái mảnh bút phát mạnh để mình triệu hồi được mấy cái con nhỏ nhỏ nữa đó. Nhưng mà ở level 1 tôi nhớ hình như chỉ triệu hồi được có 5 con thôi. Cây này nè, chặt luôn để. Mình có gỗ thì mình có thể mở rộng cái lãnh thổ của mình ra. Bên này gáp rồi, gáp mấy cái ô nè. Đây, 14 gỗ. Trực tiếp đi bay. Ừ, đúng rồi đó. Bây giờ cái co đầu tiên mình phải bui là cái campfire, nơi để mình có thể hồi sinh vậy sau khi chết. Campfire đặt ngay đây luôn. Rồi xây cái nữa. Mấy cái này chưa có nguyên liệu rồi, mình vô cái phần giáp, một gỗ được cái workbench, bàn chế tạo, gọi là hai ba gỗ á, chặt đi bay. Cái con này nó ở gần mình nên nó đi xa quá là nó không có chặt được. Nên cái con bọ nè, mình muốn triệu hồi nó thì đủ số lượng là mình có thể summon nó ra thôi. Bây giờ nằm cái quật bên đầu tiên là làm cái diều chặt cây, thì một gỗ đá đây làm được rồi. Tiếp theo thì làm một cái cây để đập đá luôn, thiếu ba đá à, thiếu ba đá một gỗ nữa. Bây giờ mình lắp cây diều của mình vô số 1. Đá nãy nhớ nhặt nhiều lắm mà ta. Đây chặt cây này đấy. Đầu tiên mình phải làm cái khu vườn cho mấy anh đệ mình nó tự trồng cây lên, sau đó thì nó tự khai phá cái cây này luôn. Như đây chắc đủ rồi, thì tôi sẽ làm một cái khu vườn cạnh đây nè. Bây giờ ô này mình có 12 ô là không thấm bao nhiêu nhé. Chặt hết mấy cái cây này chắc mới đủ á. Đầu game thì mình cần rất là nguyên liệu luôn.
Trời, cái cây có 4 gỗ à. Rồi, nhiêu đây chắc đủ rồi đó, về đây. Bây giờ cái khu này tôi sẽ cho thằng xây một cái khu mà gọi là cái field nè. Cái field này cần đá hả ta? Mình phải đi kiếm thêm đá mới được. Đây, đá bên đây. Bây giờ cho thằng để nó nghỉ chặt cây đi. Nó sẽ chuyển qua bên mà đầu quặng bên đây nè, bấm lót. Rồi, ok. Tí nữa tôi có ghi ghiều thì mới chặt chung với nó được. Bây giờ cho nó đập đá đã. Buổi tối xuống là có mấy con sói nó vây mình dữ lắm đó, nên chắc hoạt động ban ngày đó. Bây giờ chế cái này, chế cái đồ đập đá đi vấn đề. Đi, lên bay, đi kiếm đá đào nào. Nhấn T để tăng kill cho con đệ nè. Con đệ bây giờ nó lên được một kill rồi, cho nó thêm tí đam ha. Mình thì giảm cái stamina khi mà né đòn. Thằng đệ bên đây thì nó chưa có kill nào hết, nên chắc học cho nó lên đam. Cái này là cái double zoom là rất là có lợi nè. Tí nữa tôi sẽ học cái này. Cái này tăng chiều cao khi nhảy nè. Cái này mới nha. Đá đâu hết rồi ta? Đây. Bây giờ nó đào đá lên mười mấy luôn rồi nha. Hồi nãy mình đào là nó có 5, 6, 7 à. Khoảng 40-50 cục đá thì hả về mới có 20 thôi. Làm đi chứ bay. Nhưng sao nó không làm? Lâu lâu bị lỗi à? Cái đó gọi là lỗi bết đó. Đam nó gấp đôi mình luôn á mà nó làm biến. Tính ra cái bay của mình nó nằm trên một cái ốc đảo như thế này cũng đẹp phết đấy. Nào. Bây giờ mình sẽ xây một cái vùng ruộng ở đây. 1 2 3. Như đây không biết đủ chưa nữa. Thêm vài ô ở đây. Đây là cái cánh đồng đầu tiên, gọi là cái gì đó? Cái này liên quan đến gỗ nên mình chỉ trồng gỗ vô đây thôi, là trồng cái cây này nè. Rồi bây giờ xây hai cái hòm. Chắc xây ngay đây luôn. Quay cái mặt ra ngoài đi. Cái hòm đầu tiên thì mình phải đặt tên cho nó nha. Gọi là... Cái hòm đầu này thì mình chứa hạt giống. Gọi là seed đi. SEAD.
là mấy cái này nè, mình chặt cái cây nó rớt ra hạt giống nè, sau này mấy anh đệ sẽ lấy hạt giống rồi đem đi trồng cây. Cái hòm thứ hai này gọi là wood. Là nơi chứa gỗ, khi mấy thằng đệ nó đi trồng cây xong đây lên rồi đó thì nó sẽ quay vô cái hòm này, nó thu hoạch gỗ nó bỏ vô cái hòm này. Bây giờ bắt đầu cho thằng đệ nó làm việc nè, thằng này đổi là thành cu ly 01, gọi là tiều phu hay là nông dân đó, tiều phu đi. Wood, bây giờ mình load cho nó cái forest, chọn cái khu vườn của mình là cái khu vườn gỗ container, cái nơi mà chứa hạt giống đây là cái bút xếp, còn cái nơi chứa gỗ đây là cái bút gỗ, rồi nhấn ok, sau đó cho nó chạy lệnh đó, nó sẽ đi vô đây nó lấy hạt giống, nó tự ra đây nó trồng luôn. Bây giờ thì vẫn chưa đủ chiêu hồi một con nữa, đây bên mấy cái này nó chứa thường là chứa đồ cho mình rất nhiều luôn. Đây có thêm được một mảnh nữa, đủ 3 mảnh là chịu hồi được con đệ nữa đó. Nó vẫn đi gieo hạt thôi, hiện tại mình hơi ít hạt giống. Gọi ra đừng con nữa nè, con này chắc làm cũng như mà con nãy đi. Chọn cái ruộng, chọn cái nơi chứa hạt giống, chọn cái nơi chứa cây, rồi sau đó cho nó bắt đầu làm. Con này tôi đổi màu lại cho nó dễ nhìn, nó liên quan đến cây cỏ thì cho nó màu này. Cái ruộng này là 5x4 20 hả, 20 thì chắc cũng tạm ổn rồi. Khi nào nó thu hoạch được gỗ thì nó sẽ bỏ ở đây, bây giờ vẫn để đi chặt cây một tí nữa. Lấy thêm hạt giống, có hạt giống nó mới trồng cây được. Game này tôi không biết có câu cá hay không, có câu cá nữa thì tốt. Để mình nó chặt mạnh quá ta. Rồi trời sắp tối rồi. Thêm 6 hạt nữa nè. Đó, 6 hạt nữa chắc cũng chưa đủ. Cái này trái begi, gọi là trái dâu. Cái này trái nấm thôi. Con game này nó có một cái cơ chế giống con Bantam á, là khi anh em mà nhặt được, là khi anh em ăn đồ ăn á, thì con này gặp khi anh em ăn đồ ăn vô trong con game này á, thì nó cộng thêm rất nhiều chỉ số. Hết thể lực mà bơi qua sông là mất máu. Nay này chắc phải là có cây cung mới bắn được. Sao không thấy heo rừng hay là sói gì hết trơn ta? Chết rồi, học cái bên này mới đúng, học lột cái bên này rồi. Thằng đệ lên công rồi hả? Hai điểm công luôn, hai điểm công bây giờ nó mạnh quá. Nó chặt cây tới 18 luôn rồi. Mình chặt có 4 à.
Thôi về được rồi, về được rồi. Nó bỏ hai ba cái bể à. Nè, cây của mình nó lớn lên nè. Khi mà cây trưởng thành đó, đó còn khoảng 200 giây nữa thì mấy thằng đệ nó sẽ lấy, nó chặt cây để tự bỏ gỗ vô đây. Bây giờ mình nghiên cứu mình xây thêm cái gì nữa thôi. Cung nè. Mà cung bây giờ thì chưa có chế được. Chưa có chế được mũi tên nên chế tạm cái cung thôi. Đây có cung rồi. Giờ lắp thêm một miếng đường mở lộ ra. Tí nữa mình sẽ phân dùng một cái khu nấu ăn ở bên này. Ê, sói kìa, sói kìa. Đánh nó để. Nó cắn một cái là tám máu luôn rồi. Chưa đủ. Để mình nó bắn chuẩn phết đó chứ. Người mới rồi. Ăn tí nấm mà. Game vô chạy vòng vòng ở bản đồ đi. Sói rồi. Chơi nó để. Ừ, chơi nó. Để mình tăng cho nó 3 điểm đam, bây giờ nó bắn như máy điện luôn. Hai điểm nữa thì mới tăng đam được, bây giờ cho nó lên một tổng đi. Còn mình chắc cũng tăng thôi, tăng cái double zoom trước. Hát điểm này không không. Double zoom nè, hơi tốn thể lực. Rồi về. Đó, tụi nó bắt đầu mà chặt gỗ rồi đó. Đây nè, tụi nó bắt đầu chặt gỗ nè. Sau đó nó sẽ bỏ gỗ vô đây, được 7 cây gỗ rồi. Đó, chúng ta có hai anh tiều phun. Bây giờ chiêu hồi được thằng đệ nữa là cu ly thứ ba nè.
Tôi sẽ cho nó sản xuất mà mũi tên đi. Nhá. Cái bàn xử lý tới 20 gỗ luôn hả? Cooking pot này thì 5 gỗ. Cooking pot cũng được. Bên này thịt, bên này nấm. Nấu ăn thì mình phải tính thêm khá nhiều thứ nữa. Hạt giống sao không biết nữa. Mấy này nó chặt gỗ ra, không biết có lụm hạt giống lại không. Bốn gỗ nè. Đây là mình bắt đầu tự động hóa được cái gỗ rồi đó, không cần phải đi quá xa. Có điều bây giờ gỗ nó vẫn hơi ít thôi. Rồi đây đủ 20 gỗ. Chúng ta sẽ xây một cái nhà cho tụi nó làm việc. Gọi là cái bàn xử lý nè, xử lý gỗ nè. Cái bàn này từ gỗ nó sẽ chế tạo ra là cái mũi tên. Mình có thể chế tạo gỗ qua mấy cái miếng này, gỗ gia công rồi chẳng hạn. Nói chung là rất nhiều thứ. Hiện tại thì chắc cho nó chế mũi tên ban đầu được rồi. Rồi con này là sẽ lấy gỗ từ đây đưa qua cái bàn chế mũi tên. Cái này gọi là cái tủ thành phẩm, 5 cái ván ép mới đủ. Vậy cho nó làm ván ép trước đi. Đây 10 gỗ. Con này gắp đồ nè, chọn cái máy gắp cho nó là cái máy xử lý này, chọn cái thủng chứa gỗ là cái thủng này, sau đó nơi để chứa cái vải ra thì có. Chờ tạm cái này ở đây cái đi. Cái này những cái gỗ ra đây thì nó sẽ vô wood end. Rồi làm việc bay gáp, chọn cái bàn, chọn nơi chứa gỗ, chọn nơi chứa gỗ đồ ra. Ghép này nó vẫn liên quan đến gỗ à. Rồi, nó đi làm chưa? Nè, nó lấy gỗ nó qua đây nè. Nó bỏ vô cái máy. Thay gỗ lận. Rồi sau đó nó sẽ làm việc. Đó. Tí nữa mình cho một con làm nấu ăn bên đây luôn.
từ từ tôi coi cái bếp nó có mấy món. Bếp 6 món thì 6 cái hộp, đúng rồi. Thịt, nấm, dầu. Nấm, dầu. Bốn mảnh nữa mới được hàng đệ nữa. Gáp cây cung rồi nè mà chưa có gáp tên. Này nó làm được bao nhiêu cái đâu? Mới được có 2 cái à. Chắc phải xây thêm cái bàn rồi đó, cho một đứa làm tên nó mới được. Bên kia còn khá nhiều đồn rồi. Nhưng mà cái sông này nó hơi xa nha. Đi, mình mở map đường dưới này đi. Dọn đây, tôm cút cua vào cái đảo đó. Tục thể lực nhanh quá là. Quy bu rồi, lên quy bu. Cái sói nè. Kìa có cái tòa lâu đài kìa. Chết rồi, mất máu nhiều quá. Không có gì ăn hết. Cũng làm dính cái hòm vô tường rồi. Con sói chứ. Con sói màu trắng hình như là nó trâu hơn mấy con sói màu nâu rồi đấy. Vô vô 3 4 cái nhà cao cao luôn à. Vô chiếm hết luôn. Nhưng mà chắc là không biết chiếm nổi không á. Đánh dấu này đây. Thôi về mình gọi thằng đệ nữa cho nó chế cung rồi mới đi vô đây được. Giờ vô có khi nằm bãi trống luôn á. Nãy giờ thấy toàn sói mà giờ mới thấy con heo rừng nè.
Bên này có cái gì ta? Đặt hai cái trang bị đặc biệt cần thiết vô đây á thì mới triệu hồi nó ra được. Giờ mình vẫn chưa có đâu. Số trắng. Bu đâu, lên chơi đó. Giết được con này chắc phải là có mũi tên mới được, có cung tên mới bắn được. Trời, đang bơi nó cũng đánh mình đó. Con này nó hung hãn. Rồi lên level 5. Rồi được hang để nữa nè. Cho một đứa nó đi nấu ăn. Mình ở đây nhấn nút F cái là nó tự động mạc vô đồ vô à. Cái nấu ăn rồi đó, tôi có làm một cái công thức mà nó mất tiêu ở đây rồi ta. Cái nấu ăn nó hơi phức tạp tí nha. Ví dụ như anh em là chưa chưa có phút đầu ra. Mười một cái đủ nè. Cái này là bếp, cái này gọi là put out đi. Put em. Bây giờ viết cái công thức nấu ăn thì cũng hơi mệt đó nha. Hút chung hơi đút. Nó nấu một nè, nó sẽ nấu ba cái nấm này. Chọn cái nơi chứa đầu ra. Ủa đâu đâu đâu, khoan khoan. Nơi mà chứa nấm của mình. Nơi mà chứa nấm đã thành công là food and. Nhưng mà tôi muốn nó cho nó nấu cùng lúc ba cái luôn nên phải thêm một số cái tập lệnh cho nó nữa. Như bây giờ nó khi bắt đầu nó nấu là nó sẽ thiết lập cái vòng lặp, nó sẽ lại lấy cái nấm 3 lần này nó bỏ vô cái nồi 2. Nếu thất bại nó sẽ trả lại vật phẩm. Còn nếu thành công á, thì nó sẽ nấu trong cái nồi 2 xong nó bỏ vô cái Bigfoot. Nhưng mà tôi không muốn nó nấu mỗi nấm thôi. Tôi muốn cái con này nó nấu cùng lúc ba loại luôn. Nên thành ra là bây giờ cái này nấu thịt nè, cái này nấu nấm nè, cái này nấu là nho nè. Đó, tôi muốn nó nấu ba loại luôn thì phải code lại khá khá nữa.
Nó sẽ kiểm tra trong cái hòm mà thịt này. Không kiểm tra được hết đâu. Đây 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 đây. Nếu thịt trong cái hòm này nó lớn hơn một, nếu có lớn hơn một thịt đó, thì nó sẽ nấu thịt. Này hai lót cooking pot một, chọn nó là chứa thịt. Đó. Sao không cho để quanh kia ta, nó buộc phải để bên phải vậy? Kỳ vậy, cái này nó không cho đến trái à, để nè. Nếu số thịt này lớn hơn hoặc bằng 2 á thì nó bắt đầu nó sẽ nấu thịt. Đấy. Tiếp này nó tới đây, sau đó mình làm thêm một cái lệnh tiếp như thế này nữa. Kỳ dữ ta. Rồi để ngoài cái này mới để vô được. Từ từ, nếu thịt lớn hơn một thì nó sẽ bắt đầu nấu thịt. Còn bây giờ trường hợp nếu như mà nấm, nấm là bao nhiêu ta? Nấm là 3, bê ghi là 3. Trường hợp thứ hai là nó sẽ đi nấu nấm rồi. Nấm này nếu như lớn hơn bằng 5 thì nó sẽ lặp lại 3 lần. Đi lấy thịt 3 lần, lấy nấm. Cho bỏ vào cái nồi thứ hai gọi là nồi nấu nấm. Nếu đầy quá thì trả lại cái nồi này, nồi nấm này.
nên nếu không mình lấy cái này bỏ vô cái phố đèn. Rồi tiếp theo thì tương tự với mà Peggy. Peggy hình như là cũng là ba phải không? Peggy cũng là ba luôn. Thì chỉ cần đổi nó lại thành Peggy rồi được. Nè nó đổi thành Peggy luôn nè. Tích tay tầm trong cái Peggy này. Bỏ vào cái nồi số 3. Nếu như không có thì trả Peggy lại. Còn nếu như có thì nấu trong cái nồi thứ ba. Rồi bây giờ chạy thứ hai. Nó sẽ lấy thịt bỏ vô cái nồi đầu tiên, nó nấu. Nó lấy nấm bỏ vô cái nồi thứ hai, ok luôn. Hai nấm, ba nấm. Gỗ mà sao nó à, cái này rớt ra ngoài vì cái nó không nhặt nó thiệt mấy này. Gỗ hết gỗ luôn vậy. Con này thì làm việc 247 rồi nên sẽ cho con này làm. Rồi con này nó sẽ đi chế tôm. Con này vẫn chế ba cái gỗ ép như cũ. Đây con này nó nấu được ba loại thực phẩm luôn rồi nè. Thì sau này có nguyên liệu mới thì cho nó lên nấu 6 loại luôn. Cái hòm này hơi bé nên để tí chắc khi nó đầy nguyên liệu quá. Của tên chắc tách kiêng ra đi. Tách kiêng gu này nó làm tên ra. Đây kìa.
Chiều này phải đi kiếm thêm tí hạt giống cây nữa đi cho nó lên cái mà tốc độ đồ mọc lên. Chặt ngoài nè, đừng chặt trong. Mình có hai siêu phone. Nhảy chém tăng có 10% đó, phone down không ngon. Công một khẩu đi, để cho con cu ly. Cu ly 2 điểm mà. 2 điểm lấy công luôn. Nó chém lên 25 rồi, mình chém có 5 rồi. Thiệt á. Rồi, về, 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 về. Nên nâng cái quy mô cái khu vườn mình lên đó không ta? Nào, nâng đi, nâng đi. Mấy cái này không bao giờ sợ thiếu đâu, sợ thừa đâu. Nó làm tới không ta? Nó làm hết không? C vẫn tính là một cái khu vườn. Bên này nó làm ván ép à? Vỏ, đường cắt đá. Mình chưa có đá nên chưa làm được cái này, nó chỉ làm được hai cái đầu tiên thôi. Cho nó chuyển qua này đi. Mới được có 9 mũi tên à. Mình hết tiễn được mấy con cu ly nữa rồi, muốn thì phải nâng lên một cái nữa. Phải có một cái thẻ máy tính vuông. Bây giờ chưa có liêm ton để chế bằng cái vũ khí xịn sò hơn. Mấy cái này chưa có nào chế được hết. Cái khiên là chế được nè. Mấy cái này có hai đam mà. Cái này chế được. Chế cây chày này bắt đầu đi đánh quái được á. Cái xiên này nó đang làm cái bắt nè. Đây con cái nè. Chế được cái xiên nữa.
Mũi tên này mới có 12 cái à, chưa thấm nhiều cả. Nón 5 miếng bắt chế được cái nón cũng được, cái áo chế được. Đủ 5 miếng này mình chế thêm được cái nón nữa. Da dê phải có cung mới săn được mấy con dê. Để chuẩn bị lên đồ đồng. Đồ đồng thì mình chắc phải có cái lò rèn này nè. Mấy cái này chưa xây được cái nào cả. Cái đuốc này sẽ kích cho mấy anh đệ làm việc nhanh hơn á. Được nha. Cái này mới có 2 miếng à. Bên này con nấu ăn thì nó làm xong hết rồi. Bây giờ ngồi nghỉ ngơi cho tới sáng đó. Rồi mình đi. Đi qua kiếm cái chỗ hang động ở dưới này. Chỗ này nè. Quanh hết ngon lành. Có được da dê nè. Con này bắn cung nó cũng giống con Van Tem á nha. Nó sẽ có cái quỹ đạo, cái đường tên nó rơi. Ăn đồ ăn vô. Ăn đồ ăn vô là thể lực mình lên năm mấy, máu cũng lên năm mấy luôn. Nó giống con Van Tem chỗ này á. Hiện tại thì mình chưa có vũ khí gì nhiều. Rồi nhiêu đây chắc là đủ nó đi chinh phục mấy cái đinh gần nhỏ nhỏ như này rồi. Được cái bên này trước đây. Đi, vô cái bên này. Con gì kìa? À, vẫn là con sói thôi. Đồng dưới đã. Đập cái lỗi rồi. Đi ra ha.
được đống đồ mới luôn. Cái này thì thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện đó. Cái này tôi nghĩ là đặt vô cái vật phẩm triệu hồi đặc biệt á, tại nó ghi là không biết chỗ đó có cái gì. Ủa tới ba cái tháp luôn mà ta. À, bên đây một cái, bên đó một cái. Đánh mấy cây nấm thì nó gớt ra cái lim ton. Cái lim ton là dạng như xi măng vậy á. Do tôi chơi mức dễ nên nó dễ đó nha, chứ bình thường nó không có dễ thế này đâu. Để cục này thì quái nó ra hoài luôn phải không ta? Thử để là quái nó còn ra không? Kìa ra kìa ra kìa. Tí nó học cái này cho ông đệ. Nó sẽ hồi máu khi mà có quái chết ở xung quanh. Phá cái lỗi này nó chỉ ra ba cái cục pháp bình thôi, không đáng. Rồi, bây giờ về được rồi. Để cái lỗi đây cho nó đẻ quái không. Có cái gì tam giác ở đó giống cái kim tự tháp rồi, tôi cũng không biết nó là cái gì nữa. Được 32 cục rồi, nhưng mà mình hết lót mình chịu hồi rồi. Chưa được. Bắn là như hack map luôn như thế này. Rồi, giờ về nhà.
Không phải. Không đó đó. Đồ ăn còn có 1 phút nữa hết hiệu lực rồi. Mày ngứa nè. Được 20 mấy mũi tên nữa cũng được. Không có hạt giống nào để bỏ vô nữa. Bây giờ kiểm kê coi. Được chày mẫu đá. Có mà 14 cái lim tôn nè, chắc chế được vũ khí rồi đó. Đây mình chế được cái này rồi, chế được cái kiếm rồi. Giày chế được cái giày luôn, một cái nhẫn luôn. Mấy cái này phải lên đồ đồng, đồ đồng thì hiện tại mình chưa có đâu, còn lâu lắm. Còn thiếu cái nón à. Gỗ thì tình hình là cũng khá ổn rồi đó. Bây giờ qua đây triệu hồi con boss này em đó. Có cái màu vàng trên bản đồ là cái gì rồi. Giết mấy con dê thì được cái da dê. Khả năng vẫn là đặt mấy cái này vô nè, mi đâu ship nè. Một điểm cho đại học này, 5 2 2 2 3 2 1. Dùm đàm
Doom Dam là cái trò nãy tôi nhảy rồi chém xuống đó. Rồi bữa ấy có dev mà viết thông báo trong Discord. Nên cũng vô dọc thử thì đúng là Doom Dam thì cũng đã thiệt. Ấy hộp á. Bên đó có cái gì à, bên đó chắc cũng là một cái gì thôi. Đặt hai cái đó vào. Không phải là ta. Kìa đâu kìa, kìa đâu kìa. Chạy đâu vậy bạn? Dạ. Né gì mà vẫn dính ra đó. Này cậu trong để đánh thôi, mình hồi máu đã, để mình nó cứng lắm. Đau quá bạn ơi. Rồi, cảm chết nó được rồi. Được, đóng đồ luôn. Thế giới lại xanh tươi như cũ. Qua đây ngồi về được không? Tôi không biết nữa. Thôi, không đủ thể lực rồi. Coi như là chinh phục được con boss đầu tiên của chúng ta. Lên được 2F, 2 level. Chọn đợi mình nó gánh tem mới được. Mở thêm được cái hai góc đồ. Nhưng mà nãy mình lụm được mấy cái gì có con bọ nè, mình xây được cái chủ thứ hai đó. Nhưng mà chưa biết xây ở đâu thôi. Đóng phát mạnh nữa nè.
đi thử xa xa coi có qua được vùng đất mới không. Nè, có cây nấm nó ra nè. Chiều qua cái khu này là nó xuất hiện mấy cái nấm ở ngoài nè. Quái nó trâu hơn tí. Đâu hết đồ ăn mình về mình còn ba cái đồ ăn nữa. Cái lõi này chắc để đi, đánh cái lõi nó ra có ba cục đó cũng không có gì nhiều, để nó ra phao quái không. Trời đánh xong anh Long Vi Bu giờ mới lên kìa, cái khu này nó đất nó chuyển màu vàng rồi chúng ta qua cái hệ sinh thái mới nữa đó, chắc là anh bậc hai thì mới đi qua đó nổi. Ừ, có mấy cái tháp canh rồi còn gì nữa mới nữa cơ, đánh nổi nó không ta, lên trước đi. Vi bô ngùa gai thì nó nhảy đánh không, vẫn đánh được, con này vẫn đánh được. Nó chồng phết đó nha, hai con goblin ném đá nè. Mấy cái này là mấy cái mỏ đồng rồi không, rồi đúng rồi mỏ đồng rồi. Nhiêu đồng rồi ta, sắp full ba lô luôn rồi. Full ba lô tôi sẽ ăn mấy cái này luôn. Đồng của mình 15, chưa thấm nhiều cả. Kiếm vài mỏ nó đi. Bên đó có mấy con gì như con rắn vậy. Rồi. Con này con đi nhặt gác, nó ra được cái lông vũ với cái răng nanh. Ba lô mình sắp vui rồi, ăn hết cái này là có ba lót nữa. Còn gì giống rắn nè, đi nó trâu quá nghe. Qua chơi luôn không? Ba điểm, ba điểm.
Cho Weibo lên điểm công nữa. Mình cũng lên điểm công luôn. Bây giờ mày bắn ai, mày bắn ai? Được chơi chuối. Sao tôi cảm giác như đi vô cái đình gành mới vậy đó. Vô đinh gần luôn nè, ba cửa à, đi bên trái trước. Có thua gì? Cái ghế gì? Đây goblin xanh được da cứng nhưng mà chuối. Chết luôn kìa, trời ơi. Đồ đạc sao? Đồ đạc vẫn còn trên người không? Mất sạch. Đi lượm lại mới được. Không lượm lại không được. Bà cái đồ quý lắm. Năm phút chắc kịp à. Trời quá. Không có thời gian để chơi đùa với tụi này.
Không biết loot đồ lại nó còn không nữa nào. Mà sao pha nãy mất máu nhanh quá ta. Tôi cũng không nghĩ là nó mất máu nhanh như vậy nữa. Dạng gần như là độc tử luôn á. Để biết gì mình phải lên được cái bộ đồ đồng á, ít nhất bộ đồ đồng á mới đi vô đây nổi. Còn đi bây giờ hơi sớm quá, hơi ẩu. Không biết đồ mình nó rớt cái nằm đâu. À không, nó vẫn nằm ngoài. Chơi lại không? 2 phút. Để trả thù rồi chứ. Cái lỗi mày luôn. Đi bu rồi. Cái đun này nó còn nhiều dữ lắm nha. Thôi 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 thôi, về đi về. Về Wii mua ơi, chơi không lại nữa đâu. Mới có dùng đất thứ hai thôi mà thấy nó chua chua rồi đó. Bây giờ sắp hết đồ ăn rồi đó, không có đánh được đâu. Rồi xong, mấy cái đồ ăn của mình sắp hết hạn. Tao tha tụi mày rồi, đừng có đuổi tao nữa.
Không quăng được cái nào ra ngoài đó. Nào thấy cũng quan trọng cần thiết đó nha. Mình có một điểm nè, ăn cái ba lô thôi. Xuống sông nó mất thể lực nhanh quá ta. Đây, về tới nhà rồi. Khỏe trong người. Bây giờ chúng ta xây được thêm một cái nữa nè. Một cái máy phân tích gì nè. Bây giờ xây mở cái này ra rộng rộng cái đã. Tổ ớt. Cái này chả biết cái gì, linh tinh linh ta thì để vô đây thôi. Trời, con sói nó ngồi trước cửa.
Rồi, rộng rãi thôn đảng rồi đó. Trên phốt này để làm cái gì đó? Bây giờ mình xây được cái lò rèn nè. Thì được cái bộ mà phân tích dữ liệu gì nè. Này là sao? Một bit, 5 bit, 10 bit, 5 bit, 1 bit, 5 bit. À, chắc mà up cái work level lên. Đủ 10 bit thì nó sẽ lên một cấp nữa. Lấy gỗ đi. Gỗ là cái mình nhiều nhất. Đây. 30 bit lên được level 2 luôn. Lên level 3 luôn. À, cái lò rèn này nó chỉ nâng cái vũ khí của mình đang xài lên thôi. 15 lim ton lên được bậc. Cái này là cái gì nữa nè? Cái này cái mới nè. À, cái này dạng photo dịch chuyển về, chỉ sử dụng ở bên ngoài cái khu này thôi, và dạng giống tay level vậy đó, chưa cần. Bây giờ ba cái mới của mình nè, cái lò rèn, người đá. Để làm hình than, than nâu, đồng. Cho con này nó đi nó rèn đồ, còn cái lò rèn cho nó. Cái này là cúp bô nãy đâu ta, vì co gương đây. Rồi, phút 6 rồi đi làm giấy ông miếng ở đây. À, cái này là cái mỏ đá. Cần phải có cái nút ton, nút co là cái này đúng không? Đâu? Này co ghi tồ. Còn nút to đó đâu ra ta? Thì mình có thể farm đá trong bãi luôn. Cái này đá cắt để làm được cái bàn nấu ăn nè. Một cục đá cắt. Đá cắt thì chắc làm trong cái bàn này nữa.
Đây đá cắt là cái này đây. Đống gỗ mà nó không lụm nha. Tôi sẽ gấp tinh file. Từ cái đá này nó phải làm cho cái gì nó mới có được cái đá dẹp này hết ta? Chứ bây giờ thì nó chưa làm được. Đây là cái nhà này. Đâu cái nhà này đâu có làm ra đá dẹp được. Cái gì nhà nào ta? Không lẽ nhà gàng luôn. Ừ đúng rồi, ba đồng với mà một người đó. Ủa sao nó nhiều vậy nào? Rồi, ok, làm đi. Cái đoạn đây quẹt gàng xong rồi bỏ lại đây nha. Mình dính miếng đồng nó sẽ không làm cho nốt đi.
Trời cũng đá bận nha. Chuối à? Này chắc để giáp gì á, giữ cho người á. Ở đây mình lên bộ đồ đồng rồi chưa? Hai cái này đồ đồng thì chưa cần, có vũ khí đồng thì cần nè. Thiếu 5 cái găng nanh nữa. Nanh này đánh mấy con gì nữa rớt ta? Cái kiếm thì ngon hơn. Cái khiên này cũng chế được với nè. Khiên đồng. Cung này á tách 9 nè. Cung này á tách là 5. Cung này cũng không hơn nhiều. Ưu tiên chế cái kiếm trước. Mấy cái này thì mấy cái màu không à. Ba hạt golem thì mới chế được cái này. Than, đá cắt với than. 8 phòng thủ. 5 than, 5 đá cắt, cái này chế được nè. Để nó chế xong đồng nè. Than thì mình chỉ cần cái mảnh gỗ kia thôi. Gây hết rồi được. Này chưa cần chế nhiều. Đồng thì còn 4 miếng nữa là hết rồi. Đồng với đá. Nó trồng được chuối nữa hả? Này anh trồng được chuối luôn nè. Nhau với do hình như nó cũng trồng được luôn kìa. Cái thứ ba là cái gì? Bỏ vào đâu bây giờ ta?
Bỏ đại vô cái phút trèn đây. Vậy mấy cái cây trái này vẫn trồng đi được mà. Nho với dâu hả? Trồng được béo đâu. Nho với dâu rồi đâu có trồng được. Ủa sao có hạt bắp cải gì đâu đây nữa nè. Đây, hạt bắp cải đâu vậy? Này đâu phải hạt bắp cải. Nằm giữa hạt bắp cải anh chồng không? Chưa nấu nữa gì cả, không có cà gót. Không biết phải cà gót ở đâu luôn. Đầu bếp này bị sao vậy? Mới được chế được ba bậc thang à. Đợi 5 cục thang mình chế được cái đôi giày xịn không. Giày này của mình là level 1 step 2 bit. Chế thì chế được đôi giày này nè. Giày này 250 bit 8 thủ rồi. Hai cục thang đó là đủ. Cái nón này cũng chế được luôn. Nhưng mà ưu tiên chế cái kiếm hơn. Mấy cái fan này không biết đánh từ đâu ra.
Hình như đánh từ mấy con rắn nó rớt ra thì phải. Nào. Nó ghi là từ động vật nào mà không biết từ con nào. À cái này là để mà chuyển hóa nó thôi. Cái máy phải chẹt. Lận phát lên level 14 luôn. Đây, được đôi giày xịn hơn rất là nhiều. Nhiệt cũ 12 bit thì chắc đem đi phân gã không. Giày mới tới 250 bit lận. Tí nữa thì ưu tiên là cái nón, mình chưa có nón mà. Thiếu nanh để làm vũ khí bằng đồng, chỉ cần thiếu nanh đó nữa thôi. Cái kiếm này 13 đam thì cái thương này 15 đam thì nó không trên bao nhiêu, nên cũng chưa cần lên vội đâu. Có lên cái kiếm thì nó lên nhiều đam hơn. Hai cái này mình không có xài, này có mấy để đi đập đá trồng cây thôi. Cái khiên này cũng chế được nữa thôi. Cái này để xây được cái tượng thứ hai nè, nhưng mà tôi chưa biết nên đặt ở đâu. Tên gần 100 mũi rồi. Rồi thôi, hôm nay chắc chơi đến đây thôi, có thời gian thì chơi thêm. Như tạm thời mình xong được cái bay ở mức cơ bản, lên được đồ level 2, đánh được con quái đầu tiên. Ngồi ngủ dẫn đến sáng đây. Rồi thôi, bye bye anh em. Hôm nay chơi game này đến đây được rồi. Có thời gian thì chúng ta tìm hiểu thêm. Có rất nhiều thứ để khám phá trong game này luôn. Mặc dù chỉ đang giai đoạn early access thôi. Rồi bye anh em.